Nói chung là học bổ túc hả? Bổ túc 4 buổi. Không, hy vọng là khán giả thích thôi. Đã thương thì 10 rồi thì hát like hay là hát thu đều thích, thấy không? Thực ra là cũng rất là nhiều khán giả cũng nói 10 là hôm nào thì 10 hát like cho khán giả nghe. Thì hôm nay sẵn là buổi học đàn, Hà Chương địa chỉ cho 10 bài Nỗi đau muộn màng, 10 sẽ hát like thử. Không có một cái âm thanh gì hết, vừa tập vừa hát luôn á. Quý vị khán giả thương Thụy Mười, ủng hộ kênh Thụy Mười Official thì hãy lắng nghe những cái bài hát rất là tự nhiên mộc mạc đây,
Nếu mà được thì sau này Mười sẽ tự hát tự đàn nữa. Ok. Dạ. Hy vọng là khán giả tiếp tục yêu mến Thị Mười và ủng hộ kênh Thị Mười Official.